Sau phần thi này đã là phần thi 12 đến 18 tháng tuổi dành cho giống chó cái. Số danh 17 chuẩn bị ở khu ngoài sân thi. 38 anh. Rồi Dương, 12 vào khu vực sân thi đi. Trong khu vực chờ trong sân thi. Chậm hơn. Di chuyển chậm đi nào. Mời chú Văn Anh 38 vào sân thi nào. Đáng không? Tám di chuyển chậm nào. Chậm thôi. Con này có vẻ hơn con lúc ấy rồi. Mượt hơn. 38 di chuyển chậm nào. Ba tám tiếp tục di chuyển chậm nào. Cố gắng thể hiện phần thi của mình tốt nào. Tất cả di chuyển chậm nào. Di chuyển chậm đi.
Tiếp tục di chuyển chậm nào. Mười hai di chuyển đi. Đang đưa di chuyển này. Ba tám cố gắng, cố gắng di chuyển về nào. Chạy chậm nhá. Ba, cả ba thí sinh đều chạy chậm nào. 30 chạy đi. Ba tám di chuyển chậm, 30 chạy đi. Ba tám chạy đi. Tiếp tục chạy đi. Ba mươi dừng, ba tám dừng, ba tám dừng. Đi chuyển chậm nào. Đến vòng cua chạy nhanh nhá. Chạy đi. Chạy nhanh nào. Chạy đi. Chạy nhanh nào. Chạy đi. Dừng. 30 di chuyển chậm nào. Chạy nhanh nhá. Chạy đi. Chạy đi. Chạy nhanh nào. Tiếp tục chạy nhanh đi. Rồi dừng. Đi chuyển chậm nhá. Và cô chạy nhanh nhá. Chạy nhanh nào. Nhanh lên. Tiếp tục chạy nhanh. Nhanh lên. Dừng đi.